Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu tác phẩm Người lái đò sông Đà. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu chung về tác giả. Ta thấy sau cách mạng, Nguyễn Tuân đã có sự thay đổi lớn về phong cách nghệ thuật. Ông đi theo chủ nghĩa xê dịch và ở đó ông đi tìm cái thứ vàng 10 trong tâm trí tất cả những con người đang ngày đêm nhiệt tình gắn bó với công cuộc xây dựng đất nước. Đồng thời, ông vẫn sử dụng uyển chuyển, tinh vi vốn ngôn ngữ của mình. Phong cách này đã được thể hiện rõ ở tập Tùy bút sông Đà. Tập Tùy bút này ra đời năm 1960, gồm 15 tùy bút, là kết quả của chuyến đi thực tế của tác giả năm 1958 ở vùng Tây Bắc. Thể loại: tác phẩm này thuộc thể loại tùy bút. Nó thể hiện sự chủ quan, tự do, phóng túng, biến hóa linh hoạt, giàu hình ảnh và nhạc điệu. Từ ngữ vô cùng phong phú với những so sánh liên tưởng. Thể loại này đã giúp cho Nguyễn Tuân thăng hoa cảm xúc và tư tưởng của mình. Nội dung chung của tập Tùy bút là miêu tả phong cảnh Tây Bắc vừa uy nghiêm, hùng vĩ, vừa thơ mộng, trữ tình. Và con người Tây Bắc mang tới cho chúng ta thấy vẻ đẹp của sự dũng cảm, sự lao động cần cù. Tùy bút Người lái đò sông Đà trích từ tập Tùy bút sông Đà. Chủ đề lớn của tập Tùy bút này là qua hình ảnh người lái đò sông Đà trên nền bức tranh sông nước hùng vĩ và trữ tình, tác giả đã thể hiện tình cảm yêu mến thiên nhiên, đất nước, con người và cuộc sống mới ở vùng cao Tây Bắc. Từ đây chúng ta sẽ đi vào đọc hiểu. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về hình tượng con sông Đà. Hình tượng ấy đã được tái hiện đầu tiên qua lời đề từ: Trúng thủy giai đông tẩu, Đà Giang độc bắc lưu. Nghĩa là mọi con sông đầy chảy về hướng đông, chỉ có sông Đà là chảy về hướng bắc. Điều đó cho thấy sông Đà là như một nhân vật có diện mạo, có cá tính độc đáo. Quả thật, ở trong tác phẩm sông Đà đã được miêu tả qua vẻ đẹp hung bạo rất riêng biệt. Sự hung bạo ấy thể hiện ở sự nguy hiểm của đá. Đá bờ sông dựng vách thành, mặt sông chỗ ấy chỉ lúc đúng ngọ mới có mặt trời. Lúc vách đá có vách đá thành chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. Đứng bên này có thể nhẹ ném hòn đá qua bờ bên kia. Ở đây, bằng nghệ thuật so sánh độc đáo, Nguyễn Tuân đã cho thấy sự nguy hiểm của dòng sông. Hay có những đoạn ông miêu tả ngồi trong khoang đò qua quãng ấy đang mùa hè mà thấy lạnh, cảm thấy mình như đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào trên cái tầng nhà thứ mấy vừa tắt vụt đèn điện. Quả thật, ông đã sử dụng những liên tưởng rất gần gũi độc đáo để cho ta hiểu được cảm giác về những vách đá dựng ở sông Đà. Đồng thời, ông còn miêu tả sự nguy hiểm của sóng. Quãng mặt gành hát lóng, dài hàng ngàn cây số, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm như lúc nào cũng đòi nợ suýt bất kỳ người lái đò sông Đà nào tóm được qua quãng ấy. Ở đây, bằng kết cấu trùng điệp, tác giả đã làm rõ sự nguy hiểm của con sông hung dữ. Rồi những cái hút nước, những nước nước ở đây thở và kêu ẳng ặc như cái cửa sống bị sặc. Và khi lại gần cái hút ấy thì thuyền nào cũng phải trèo nhanh như ô tô phóng nhanh qua một đoạn đường mượn cạp. Và tác giả còn miêu tả ống kính của một nhà quay phim dũng cảm dám để cái hút nước ấy cuốn mình xuống đáy. Như vậy, ở đây một cái hút nước thôi mà tác giả đã sử dụng rất nhiều những so sánh độc đáo, liên tưởng, nhiều kiến thức khác nhau để làm rõ hút nước. Rồi, đặc biệt, tiếng thác réo được miêu tả như là oán trách, rồi như là van xin, rồi lại như khiêu khích, giọng khàn mà chế nhạo. Cái thác giống lên như tiếng 1.000 con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng bầu, rừng che nứa lổ lửa, đang phá tuông rừng lửa. Rừng lửa cũng gầm thét với đàn trâu ra cháy bùng bùng. Miêu tả tiếng thác réo mà tác giả đã sử dụng một loạt nghệ thuật so sánh nhân hóa tài ba cùng những liên tưởng rất đắt, đặc biệt là liên tưởng tiếng nước với cả tiếng lửa. Từ đó tác giả cho ta thấy tác giả đang miêu tả
được một cảnh thác nước hùng vĩ, nguy hiểm vô cùng. Sự nguy hiểm ấy còn ở việc tác giả tưởng tượng ra cả một dòng nước đã bày ra ba trùng vi thạch trận nguy hiểm để nhằm giết chết con thuyền. Ở trong trùng vi thứ nhất, sông Đà đã bày ra 5 cửa trận, có 4 cửa tử, 1 cửa sinh. Cửa sinh nằm lập lờ phía tả ngạn sông. Hàng tiền vệ có 2 hòn canh một cửa trông như là sơ hở, thực chất chúng đóng vai trò dụ thuyền vào tuyến giữa. Ở trùng vi thứ nhất này, sóng và nước đóng vai trò chính để tiêu diệt con thuyền. Vừa vào trận địa, chúng tấn công chiếc thuyền tới tấp, mặt nước hò la vang dậy quanh mình, ùa vào bẻ gãy cán chèo võ khí trên cánh tay. Nước rồi sóng như thể là quân liều mạng đã vào sát nách mà đá, mà thúc cối vào bụng và hông thuyền. Có lúc chúng đội cả thuyền lên, nước bám lấy thuyền như đô vật, túm lấy lưng ông đò đòi vật xuống. Giữa trận nước vang trời thanh la bão dạt, sóng nước đã đánh đến những đòn hiểm độc nhất. Cả cái luồng nước đã vô tình bóp chặt lấy hạ bộ của người lái đò. Rồi trong trùng vi thực trận thứ hai, chúng ta thấy nó tăng thêm nhiều cửa tử hơn nữa để nhằm mục đích giết chết con thuyền. Dòng thác hùm meo đã hộc tế mạnh trên sông và đá khuyết vật vù hồi vào chiếc thuyền. Tại trận chiến đánh giáp lá cà này, chúng đã quyết sinh quyết tử với ông lái đò. Khi chiếc thuyền đã vượt qua, bọn sóng nước vẫn còn không khớt khiêu khích, mặc dầu cái thằng đá tướng đứng chiến ở cửa đã tiêu nghỉu cái mặt xanh lè thất vọng. Rồi đến trùng vi thứ ba, ở đây ít cửa hơn, nhưng bên phải bên trái đều là luồng chết cả. Cái luồng sống ở chặng thứ ba này ở ngay giữa bọn đá hậu vệ của thác, và tại đây những bong ke chìm và pháo đài nổi ở đầu chân thác sẽ phải đánh tan cái thuyền. Như vậy tác giả đã miêu tả một con sông Đà hung bạo, và để miêu tả ấy, tác giả đã sử dụng vô cùng nhiều kiến thức khác nhau, gợi cho chúng ta thấy một con sông Đà đầy cá tính. Nhưng một mặt khác, tác giả lại miêu tả con sông Đà trữ tình. Khi con thuyền dần dần chuyển xuống dưới vùng hạ lưu thì chất trữ tình lại càng đậm nét hơn. Nhưng ở đây tác giả đã miêu tả sông Đà trữ tình với một góc nhìn đặc biệt, đó là nhìn từ trên cao. Và từ cao nhìn xuống thì sông Đà giống như một áng tóc trữ tình tuôn dài, mà đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc. Ở đó tác giả đã sử dụng so sánh đầy gợi cảm, biến con sông Đà thành một cô gái nữ tình, nữ tính, duyên dáng đến lạ thường. Rồi tác giả còn miêu tả sông Đà trong các mùa khác nhau với cả màu sắc nước vô cùng ấn tượng. Mùa xuân dòng xanh ngọc bích, chứ nước sông Đà không xanh màu canh hến. Mùa thu nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt người bầm đi vì rượu bữa. Chúng ta thấy tác giả đã miêu tả các sắc màu luân chuyển qua từng mùa. Và rồi khi sông Đà chuyển xuống dưới vùng hạ lưu, sông Đà đẹp gần gũi như một cố nhân, nó gợi lên những niềm thơ, màu nắng tháng 3 đường thi trong thơ Lý Bạch. Rồi chúng ta thấy sông Đà còn có cái khí vị rất hoang dại đầy chất thơ. Bờ sông như một bờ tiền sử, một nỗi niềm cổ tích tuổi thơ, với đàn hiêu ngẩng đầu ngơ ngác, với không gian yên tĩnh đến nỗi thèm được giật mình vì một tiếng còi xương. Ở đoạn này ta thấy tác giả đã chuyển từ câu văn có tiết tấu nhanh mạnh, dồn bức, chuyển sang câu văn với lối viết rất mực, êm ả. Và đồng thời chúng ta cũng thấy một lối văn chương rất lịch lãm. Ở trong đó tác giả đã sử dụng cả những kiến thức về đường thi. Từ đấy ta thấy Nguyễn Tuân đã tạo được một dấu ấn khó quên trong lòng người đọc về con sông.
và thể hiện một tình yêu thiên nhiên tha thiết. Tiếp theo phần thứ hai, chúng ta tìm hiểu đến hình tượng người lái đò sông Đà. Ông có một lai lịch và ngoại hình đặc biệt. Năm nay ông đã 70 tuổi. Ông đã làm nghề chở đò dọc suốt sông Đà suốt 15 năm liền. Quê ông ở ngay chỗ con sông sát với tỉnh Lai Châu. Về ngoại hình, tay ông lêu đêu như cây sào, chân thì lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh, gò lại như kẹp lấy một cái cuống lái tưởng tượng. Giọng nói ao ao như tiếng nước trước mặt gành sông. Còn nhỡn giới thì vòi vọi như lúc nào cũng mong một cái bến xa trong sương mù. Tất cả lai lịch và ngoại hình này ca ngợi sự gắn bó từng trải, yêu quý nghề của người lái đò. Đồng thời, qua đó chúng ta cũng thấy tính cách của ông. Ông có sự từng trải và gắn bó, yêu nghề. Ông đã có 10 năm tuổi nghề và xuôi ngược hơn 100 lần. Ông đã giữ lái độ 60 lần. Ông nhớ tỉ mỉ như đóng đinh vào lòng tất cả các con thác hiểm trở. Từ đấy, Nguyễn Tuân đã bày tỏ niềm thán phục với một con người như được sinh ra từ những con sóng, từ ngọn thác của sông Đà. Tính cách ấy còn là tính cách của lòng dũng cảm. Nó được thể hiện qua trận chiến đấu gian lao của người lái đò trên chiến trường sông Đà. Ở chủng vi thứ nhất, ông đò cố nén vết thương, hai chân vẫn kẹp chặt lấy cuồng lái, mặt méo bạch đi. Con thuyền bơi chèo vẫn nghe thấy tiếng chỉ huy ngắn gọn, tỉnh táo của người cầm lái. Ông đò thực sự là một chiến sĩ dũng cảm, rất bình tĩnh nén mọi đau thương để chiến thắng kẻ thù. Ở trùng vi thứ hai, ông đò đã nắm được hết mọi binh pháp của thần sông thần đá. Ông đã thuộc luôn cả quy luật phục kích của lũ đá. Và lúc đó, ông cưỡi trên thác sông Đà như cưỡi đến cùng, như là cưỡi hổ. Ông đã nắm chặt lấy cái bờm của sóng đúng luồng, rồi ghì cương lái nhanh vào cửa sinh. Còn ở trùng vi thứ ba, ít cửa hơn. Ở đây, ông đò đã xuất hiện như một người chỉ huy dày dặn, vượt qua cửa này với cả một cảm hứng lãng mạn. Miêu tả hình ảnh người lái đò vượt qua cả ba trùng vi thạch trận thể hiện sự ca ngợi, đặc biệt là ca ngợi những con người lao động vinh quang trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở đất nước ta. Đồng thời, bản thân ông lái đò cũng là một nghệ sĩ tài hoa. Bởi vì với ông, việc vượt qua cả một trùng vi thạch trận ấy chỉ là điều bình thường. Đêm ấy, nhà đò vẫn đốt lửa trong hang đá, nướng ống cơm lam và toàn bàn cá về cá anh vũ, cá dầm xanh. Chả thấy ai bàn thêm về một lời nào về cuộc chiến thắng vừa qua. Như vậy ở đây, ta thấy cái phi thường đã trở thành cái bình thường. Phẩm chất chiến sĩ đã hòa quyện trong phong thái tài tử nghệ sĩ. Từ đây, chúng ta thấy phong cách của Nguyễn Tuân đã được thể hiện rõ qua hình ảnh của người lái đò sông Đà. Đó là phong cách tài hoa uyên bác. Ở đấy, ông đã kết hợp rất nhiều phương tiện của các ngành nghệ thuật khác nhau như hội họa, điêu khắc, điện ảnh, âm nhạc để miêu tả. Ông đã sử dụng nghệ thuật diễn đạt và vốn ngôn ngữ rất phong phú. Từ đấy, chúng ta thấy với ông, con người Tây Bắc thực sự là thứ vàng mười của đất nước ta. Con người dưới con mắt của một nghệ sĩ tài hoa uyên bác như Nguyễn Tuân luôn là hiện thân của cái đẹp của sự bất tử. Từ đây chúng ta bước vào phần tổng kết. Ta thấy về giá trị nghệ thuật, tác phẩm đã thể hiện một phong cách đặc biệt của Nguyễn Tuân, vừa độc đáo vừa phong phú. Về mặt nội dung, tác phẩm có giá trị văn học và lại có cả giá trị văn hóa, đồng thời giúp người đọc thêm yêu cảnh thiên nhiên đất nước và tự hào về người lao động tài hoa. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về bài Người lái đò sông Đà. Xin chào tất cả các em.